Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta quyển sách toán lớp 1 của Chân Trời Sáng Tạo. Bài học ngày hôm nay sẽ là bài các số đến 100, trang 109. Trước tiên là ta đếm. Mời các con nhìn vào phần hình ảnh ở bên dưới. Đó là những hình ảnh của chú ong. Bây giờ các con và cô cùng đếm. Ở đây cô thấy ong thì rất là nhiều con ong. Chúng ta đếm sẽ rất là lẫn lộn. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vân vân sẽ lộn. Như vậy chúng ta sẽ có cái cách đếm như thế nào? Cái bài hôm trước cô đã hướng dẫn chúng ta rồi. Chúng ta đếm theo số chục. Cô sẽ hướng dẫn lại chúng ta đếm theo số chục để cho rất là nhanh nha. Người ta cộng lại cũng nhanh. Ví dụ cô đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, khi được 10 rồi, cô sẽ khoanh lại để không còn nhầm lẫn nữa. Đó, 10. Ở đây nữa, ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Ở đây nữa, cô cũng khoanh lại luôn cho 10 con ong. Tiếp theo, cô cũng khoanh lại 10 con ong luôn. Cho các con hình dung được dễ. Đó. Như vậy cô có bao nhiêu con ong rồi? 10 là một chục. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục. Năm chục con ong. Năm chục con ong. Và ở đây có 1, 2, 3, 4. Bốn con ong lẻ nữa. Năm chục và bốn con lẻ là 54. Cô viết xuống đây. Cô có 54 con ong ha. 54 con ong. Rồi, ta nhìn xuống phần đây. Đây, làm theo mẫu. Ở dưới đây cô có cái khối hình màu đỏ này. Là cô đếm cho các con một lần nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, cái này là 10. Bên đây cũng 10. Ở đây cũng 10. Bên đây cũng 10. Và bên đây cũng là 10. 10 cái hình. Như vậy 10, 20, 30, 40, 50. Hay ta còn gọi là 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục. 5 chục. Ở xuống đây ta có 1, 2, 3, 4. Ta có 4 cái lẻ nữa. 50 cộng 4 là 54. 50 với 4 là 54. Cô viết số 54. 54. 54, số này là số 54. Hay còn gọi là 54. Có một số bạn sẽ gọi là 54, hay ta còn gọi là 54, đều đúng cả. Chúng ta qua bên đây, chúng ta nói cô có 54. 54 là cái số tổng đó, 54 con ong đó các con, 54 nè. 54 sẽ gồm 50. Gồm 50. 50 là này là số chục nè. Và 4 đơn vị. 4 đơn vị, đơn vị là cái này. Và 4 đơn vị. Hay cô nói cái cách khác nữa. Cô gộp 50, cô gộp 50 này nè. Và 4 thì cô sẽ được 54. Đây là ta cũng ôm lại cái phần gộp nha các con. Cô nói lại. Cô 54 gồm 54 nè, gồm 50 và 4 đơn vị. Hay ta nói cách khác, cô gộp 50, 50 và 4 thì cô được 54. Hai cách nói chỉ khác nhau về cách nói thôi, nhưng thực chất thì giống nhau. Số lượng giống nhau, không có gì thay đổi hết. Rồi, cô sẽ chuyển sang bài số 1. Số 1 nói về số câu A.
Wow, câu A có rất nhiều quả cà chua. Quả cà chua màu đỏ rất là đẹp. Ở đây rất là nhiều quả. Chúng ta không thể nào đếm lần từng quả mà chúng ta sẽ đếm theo số chục. Ta sẽ đếm cái đầu 10 rồi ta gom lại với nhau, đó là cái cách đếm nhanh nha các con. Cô sẽ đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, ở đây cô có 10 nè. Đó. Ở đây cô cũng có 10 nữa nè. Đó. Các con đếm lại xem nha. Cô đã đếm rồi, bây giờ cô khoanh lại nè. Đây cô có 10. Đây là cái cách cô hướng dẫn cho các con làm nhanh. Nhưng nếu như các con không biết thì các con phải đếm cho thật kỹ. Nhưng bây giờ ta gom lại như thế này, ta đếm thì sẽ không có sai. Ở đây cô thấy nè, cô đếm là ví dụ như cô đếm là 1 2 3 nè, 4 5 6 7 8 9 10. Đó, thì ta khoanh lại tới đây thôi. Đó. Như vậy ta đếm nha. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục. Sáu chục với ba quả lẻ. Ba quả lẻ này gọi là đơn vị đó, là 63. Cô ghi số 63. 63 gồm có 60 và 3 đơn vị. Tiếp theo, chúng ta sẽ đếm. Ở dưới đây thì không phải là quả cà chua nữa mà là quả măng cụt màu tím cũng rất là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng đi đếm thôi. Cô đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái nào 10 thì cô sẽ gom lại thành một chục cho chúng ta dễ đếm nha. Ở đây nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, cái cách đếm là như vậy đó. Hai chục. Dưới đây nữa. Ba chục. Trên đây. Ta đếm hoài luôn nha các con. Rồi, ở đây cô đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nè. Đó. Cô khoanh lại nè. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười nữa, tôi quanh tới đây. Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đó, rồi xong. Cái này ta thấy còn ít hơn nè, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, có 8 nè. Như vậy ta đếm nè, một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục, bảy chục. Còn cái này là phần lẻ, là đơn vị là 8. Như vậy ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 và 8 gọi là 78. Cô ghi 78 nè. Đó là cái cách chúng ta làm. Bây giờ cô sẽ chuyển sang câu số 2. Số theo mẫu. Mẫu ở đây có nè các con. Cái này là như cô nhắc lại những cái khối hình này tất cả đều bằng một 10 hết nha các con. 10 nè. 10, 10 và 10. Bên đây cũng vậy, 10 10 10 10 10 10 và 10 10 hết. Tất cả ở dưới đây cũng vậy. Có những cái lẻ lẻ này thì khác nhau. Trước tiên các con hãy nhìn vào cái khuôn hình màu vàng trước. Đây, cô sẽ hướng dẫn chúng ta. Cô ví dụ cô có đây là một chục, 10 là một chục đúng không các con? 10 là một chục. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục. Như vậy cô có bốn chục và cô có 1 2 3 4 5 và 5.
Như vậy 40 và 5 thì ta thành số 45. 40 và 5 là 45. 45 thì ta sẽ nói có 40 và 5 đơn vị. Tương tự như vậy, ta sẽ nhìn qua cái bên hình mộc hồng này. Cô có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Cô có 80 và một cái lẻ nè, đó. 80 và 1 gọi là 81. Cô nói cô có 80 và 1 đơn vị. Các con có nắm được chưa? Bây giờ cô sẽ chuyển xuống màu xanh. Cô đếm, cô có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Cô có 70 và 1, 2, 2 cái lẻ. 70 và 2 là 72. 72. Cô ghi vào đây, cô có 70 và 2 đơn vị. Cái này là hàng chục, còn cái này là hàng đơn vị. Bây giờ ta sẽ ghi tiếp. Bên đây cô có 10, 20 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy cô có 20 và 7 đơn vị. 20 và 7 đơn vị. Cô sẽ ghi là số 2 và số 7 gọi là 27. 27, xuống đây ta đọc 20 và 7 đơn vị. Xuống phần câu số 3. Câu số 3. Quả bóng nào có số phù hợp? Xem mẫu. Quả bóng nào có số phù hợp? Cô ví dụ, các con nhìn vào cái mẫu nha. Đây. Có 3 số trong quả bóng nè, có 3 quả bóng. Số 76, 67 và số 57. Bây giờ ta sẽ đếm trên đây có bao nhiêu. Cô có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67, đúng rồi, cô ghi số 67. Cô có tay nè, cô chỉ vô đúng là 67. Như vậy, cái này là cái hình đúng nhất, nghe các con hình đúng. Bên đây cũng vậy. Cô có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Cô tìm số 96. Đây, cái này là đúng nè. Bên đây cũng vậy. Các con nhìn vào, cô có 10, 20, 30, 31, 32, 33. Cô thấy ở đây có số 33 là cô thấy số đúng. Tiếp theo, cô có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 ở đây cô thấy số 7, 70, 77, đây 70 là đúng. Bên đây cô có 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cô sẽ tìm số 25. Cô thấy số 25 ở đây là đúng. Cô chuyển sang câu số 4. Số. Cô có số 79. Như vậy chục là số 7, đơn vị là 9. Cô nói 79 gồm 7 chục và 9 đơn vị. Bên đây cô có số 95. Như vậy 95 có bao nhiêu chục? 95 thì ta có, đây là số chục, đây là số đơn vị. 75 thì ta, xin lỗi, 95 thì ta có 9 chục. 9 chục và 5 đơn vị. Ta nói 95 gồm có 9 chục và 5 đơn vị.
Đây là cái cách gộp. Hay cô nói nè, gộp 90 và 5 ta được 95. Đó là cái cách nói gộp. Câu số 5. Câu số 5. Các con nhìn vào cái hình ở bên dưới. Cô có 46. 46 gồm có số chục và số đơn vị. Đây mình tách ra nha, mình nói gồm có 4 chục nè và 6 đơn vị nè. Rồi bên đây cô có số 8 đi 9. Như vậy số chục là bao nhiêu? Số chục là số đứng đầu tiên nè, là số 8, 8 chục. Và bao nhiêu đơn vị? 9 đơn vị. Tương tự cô có số 98. Như vậy số chục là số 9, số đơn vị là số 8. Cô có số 50. Số chục là số 5 và số đơn vị là số 0. Câu số 6. Câu số 6 nè, rất là đẹp luôn. Cô thấy cô có số 58 nè. Bây giờ cô tách ra nè, 58 thì gồm có 50 và 8. 50 là 50. Ủa xin lỗi, 58 thì có 50, 50 gọi là 50, 8 gọi là 8 đơn vị. Đó, bây giờ 50 gồm 58 gồm có 50 và 8 nè. Vậy 14 gồm có 10. Thì ở bên đây là 4 nè. 36 gồm có 30 và 6. Như vậy ở đây có 80, ở đây có 4. Như vậy ở trên đây có bao nhiêu? 80 với 4 là 84. Rồi, câu số 6 đã xong. Cô chuyển sang câu số 7. Câu số 7 làm theo mẫu. Mẫu ta có 65 bằng 60 cộng 5. Cô ví dụ 65 bằng 60 cộng 5. Ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một cái hình chữ nhật lớn này thì có 10 cái hình cái chấm tròn màu đỏ. Như vậy ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và ở bên đây 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy ta có 65 bằng 60 là bao nhiêu đây? Bằng 60 cộng cho 5 là 5 cái lẻ này. Tiếp theo cô có xuống cái phần màu hồng này, cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy cô có 10, 20, 30, 40. 40 ở bên đây cô có nè, những cái lẻ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy 40 và 7 là 47. 47, cô ghi 47 sẽ bằng 40 cộng 7. Tiếp theo cô có 10, 20. Bên đây cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, cô có 20 và 9 là 29. 29 thì sẽ bằng 20, bằng 20 cộng 9. 20 và 9 đơn vị. Câu số 8. Tính 40 cộng 2 bằng bao nhiêu? Ta có 40 rồi, ta cộng thêm 2. Ta cộng thêm 41, 42. Ta cộng thêm 2 thì sẽ thành 42. Rồi, khi đã có 42 rồi, cô trừ đi 2. Mất 2 đó. Đây, 42, cô trừ đi 2 thì sẽ còn 40. Tiếp theo nữa, cô có 84 trừ 4. 84 trừ 4
Cô còn 80. Cô có 60 cộng 6 bằng bao nhiêu các con? Bằng 66. Các con vào cái bài số 9. Bài số 9 đúng hay sai? Như vậy khi đúng thì cô sẽ ghi chữ đờ, mà sai thì cô sẽ ghi chữ sờ. Chúng ta có hiểu được cái đề bài không? Cô nói lại nha. Khi đúng thì các con ghi vào cái ô vuông màu vàng chữ đờ. Nếu mà sai thì con sẽ ghi vào cái ô vuông màu vàng chữ sờ. Đây, cô ví dụ nè. Ta nhìn câu A nè. 35 sẽ bằng 3 cộng 5. Có đúng không các con? 35 bằng 3 cộng 5. 3 cộng 5 bằng 8, không phải bằng 35. Như vậy ta ghi sai. Đó. Cái cách này hơi mới đối với các con, nên các con chú ý nha. Tiếp theo, cô có 35 bằng 30 cộng 5 là đúng nè. Cô ghi chữ D. Tiếp theo nữa, 35 bằng 5 cộng 30, đúng không các con? Đúng rồi. Đó. Qua câu B. Câu B, 70 cộng 9 bằng 79, đúng hay sai? Đúng rồi. 70 cộng 9 bằng 709, đúng hay sai? Là sai nè. 90 cộng 7 bằng 79 là đúng hay sai? Là sai rồi. Đó, đó là cái cách các con làm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 10. Số 10 cũng là số luôn. Wow, số 10 nhìn vào đây nó hơi rối ha các con. Nhưng mà cô nghĩ rằng là các con rất là giỏi luôn, các con sẽ làm được đó. Số 10, ta có một con voi và một con hươu cao cổ. Rất là dễ thương, xung quanh là những cái số. Rồi, ta nhìn vào đây. Trước tiên ta có số 30, có dấu cộng, dấu chấm hỏi, dấu bằng 80. Có nghĩa là 30 cộng bao nhiêu thì sẽ bằng 80. 30 cộng bao nhiêu bằng 80? 30 cộng 50 sẽ bằng 80. Cô ghi vào số 50. Đó, ta làm từ từ như vậy. Xuống đây, cô nhìn nữa nè, cô thấy nè. 30 cộng 60 bằng bao nhiêu? 30 cộng 60 là bằng 90. Cô ghi 90. Đó. Rồi, 90 trừ 60 bằng bao nhiêu? 90 trừ 60 là bằng 30. Đó. Rồi. 80 trừ bao nhiêu bằng 30? 80 trừ 50 sẽ bằng 30. Rồi. Rất là đơn giản ha các con. Đó. Ta nói là 50 cộng 10 bằng 60 nè, 60 trừ 10 bằng 50 nè. Rồi, đó. Đây là cái cách ta làm chéo chéo thôi. Cô nói lại, 30 cộng 50 bằng 80. 30 cộng 60 bằng 90. 90 trừ 60 bằng 30. 80 trừ 50 bằng 30. Cô chuyển sang bài số 11. Bài số 11 có một con gà trống, một con mèo nè. Đó, con khỉ hay gì đó. À không. Rồi một con này là con vịt. Cô nhìn ngược, cô cũng không biết con này là con gì, con khỉ hay con dơi nữa nè. Cái này hơi ngược. Đó. Đây, ta có con gà. Con gà bảo 50 cộng bao nhiêu bằng 58? Cái này thì đơn giản với các con lắm rồi. 50 cộng 8 thì sẽ bằng 58. Đó. Tiếp theo, 94 trừ bao nhiêu bằng 90? 94 trừ 4 bằng 90.
Tiếp theo, bao nhiêu trừ 5 bằng 40? Dĩ nhiên là 45 trừ 5 bằng 40 rồi, đúng không các con? Các con rất là giỏi nè. Bao nhiêu cộng 7 bằng 37? 30 cộng 7 bằng 37. Đó. Rồi, cái bài số 11 chúng ta đã xong rồi. Chuyển sang một cái bài nữa, một cái phần nữa, đó là xem hình và đếm số con tem. Này là đất nước em, cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bây giờ cô sẽ đếm các con tem ở đây. Con tem là cái này nè các con. Đó, ở những cái hình này nè, có cái hình là có tem đó. Cô ví dụ cô đếm nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Ở đây cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè. 7 nè, đó. Rồi, đó. Ta đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. 7, 8, 9, 10 nè. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 con tem. Rồi, cô điểm được 54 con tem. Sau đó chúng ta trả lời là đã có 54 con tem nha các con. Số hình con tem rất là nhiều luôn đó. Các con chú ý xem lại nha cái phần này. Thì bài học của cô ngày hôm nay cũng kết thúc rồi. Các con lưu ý là nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.